Về đẹp cực phẩm của tiểu công chúa Hoàng gia Campuchia Công chúa 10 tuổi Norodom Chena đang là cái tên có sức hút lớn trong giới showbiz tại Campuchia. Trang Instagram của tiểu công chúa thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi. Norodom Chena có bố là người Pháp, mẹ là công chúa Norodom Pupfari, cô cố là quốc vương Norodom Sihanouk. Sau vài năm sinh sống ở Paris, quê hương của bố, công chúa nhỏ theo gia đình chuyển đến Campuchia vào năm 2015. Jenna có thể nói được năm thứ tiếng gồm Khmer, Anh, Pháp, Trung Quốc và Thái Lan. Công chúa từ nhỏ đã xinh xắn vì may mắn thừa hưởng được cả nét đẹp dịu dàng châu Á của mẹ và thần thái cực tây của bố. Cô bé 10 tuổi sở hữu nhan sắc kiêu sa cao quý đúng chuẩn mỹ nhân mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Cô vào showbiz từ năm 2018, đam mê ca hát, biểu diễn và đang đầu quân cho một công ty giải trí. Không chỉ xinh đẹp, Jenna còn cực kỳ đa tài. Cô bé cực kỳ đam mê nghệ thuật, thích ca hát và biểu diễn. Jenna có thể hát bằng năm thứ tiếng, hát được nhiều thể loại âm nhạc từ các ca khúc nổi tiếng quốc tế, các bài hát đồng quê đến những bản sáp sôi động. Ngoài đời, Jenna được đánh giá rất thông minh, hiểu biết và tiềm đảm đôi mắt to tròn sống mũi cao vẻ lai tây của Jenna quả là cực phẩm. Dù mới bước chân vào làng giải trí chưa lâu nhưng công chúa Campuchia cũng có cho mình hai vai diễn trong hai bộ phim truyền hình. Jenna cũng là thành viên hiếm hoi của hoàng gia trở thành nghệ sĩ. Công chúa Campuchia sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét vừa ngọt ngào thanh tú vừa cuốn hút kiều sa mang trong mình dòng dõi hoàng tộc nên ở na luôn toát lên cốt cách cao quý của một công chúa đích thực.